có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Sydney, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối bởi công ty Sydney Tissue và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone 0478 807 907. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo thế giới của VietTV Australia trong buổi tối ngày hôm nay thứ Hai, 10 tháng 6, 2024. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay cũng là ngày Tết Đoan Ngọ, người Việt của chúng ta thường hay gọi là Tết nửa năm, có nghĩa là chúng ta chỉ còn đúng nửa năm nữa là chúng ta sẽ có Tết mới, đón một cái Tết dương lịch nữa. Vâng, đúng là quả là thời gian rất nhanh. Vâng. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, trở lại cái chương trình Điểm báo thế giới ngày hôm nay thì xin được bắt đầu bằng một cái thông tin liên quan đến quan hệ giữa Việt Nam và nước Mỹ. Thì hôm 5 tháng 6 vừa rồi thì Nhà Trắng công bố danh sách những cái vị trí chủ chốt được Tổng thống Joe Biden đề cử. Thì trong đó có chức vụ tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mỹ tại Việt Nam, đó là ông Kim Moy. Nhà Trắng cho biết thì ông Kim Moy là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Bộ Ngoại giao Mỹ và hiện nay là phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách văn phòng các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Ông Moy thì nói được tiếng Trung Quốc và cũng từng có thời gian làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc hay là Đại sứ quán Mỹ cũng như Lãnh sứ quán Mỹ ở Hàn Quốc. Đây mới chỉ là đề cử của Tổng thống Joe Biden, còn ông Kim Moy có chính thức trở thành tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam hay không còn phải chờ đợi được Thượng viện xem xét phê chuẩn. Mà đại sứ Mỹ hiện nay là ông Mark Knapper, thì ông giữ chức kể từ năm 2021. Và ông Knapper cũng sau khi được Tổng thống Joe Biden đề cử cũng đã phải chờ đợi tới 8 tháng sau đó thì Thượng viện mới phê chuẩn ông làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam. Và nếu đề cử mới đối với ông Kim Moy cũng mất từng ấy thời gian thì cũng chưa rõ là ông Moy có trở thành đại sứ mới của Mỹ tại Việt Nam hay không. Vì 5 tháng nữa ở Mỹ là diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Và trong trường hợp mà ông Trump thắng cử, tức chính phủ mới của Đảng Cộng Hòa, thì có thể ông Trump sẽ đề cử một người khác làm đại sứ tại Việt Nam, phù hợp hơn với chính sách mà ông Trump theo đuổi. Trong khi đó thì trên thế giới, trong những tháng vừa qua, những cái thông tin về vấn đề kết hôn giả mà phụ nữ quốc tịch Việt Nam đã được nêu tên rất nhiều. Thậm chí nhiều trang web đã chào mời những người đàn ông đến Việt Nam để mua vợ. Và đây là những thông tin gây nhức nhối cho tất cả những người ở Việt Nam cũng như người Việt tại hải ngoại. Gần đây nhất là vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Singapore đã thông báo bắt giữ 6 phụ nữ Việt Nam ở tuổi từ 28 cho đến 32 cùng với 7 người đàn ông tại Singapore vì liên quan đến một đường dây kết hôn giả. Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý xuất nhập khẩu của Singapore thì những người đàn ông được gọi là những chú rể này đã nhận những khoản tiền từ 8.000 cho đến 18.000 đô la Hồng Kông, tương đương khoảng từ 8 cho đến 18.000 Úc Kim. Và theo luật lệ tại Singapore thì những người bị kết tội là kết hôn giả có thể bị phạt tiền lên đến 10.000 tiền Singapore hoặc thậm chí bị phạt tù lên đến 10 năm tù giam. Trước đó vào tháng 3 của năm 2024 thì một cái trang thống kê từ Hàn Quốc cũng đã đưa một cái bản tin về làn sóng phụ nữ Việt Nam ly hôn với những người chồng của Hàn Quốc ngay sau khi họ nhập tịch, mục đích là để họ có thể tái hôn với những người bạn trai hoặc là những người chồng hoặc là những người đàn ông tại Việt Nam. Và cũng theo thống kê này thì vào năm 2022 đã có tổng cộng là 792 phụ nữ Hàn Quốc kết hôn với đàn ông Việt Nam, gia tăng 35% so với một năm trước đó, có nghĩa là năm 2021 chỉ có 586 phụ nữ trong trường hợp này mà thôi. Và trong số này có đến 482 phụ nữ là những người đến từ Việt Nam.
Trong khi tại Mỹ cũng trong năm 2022 thì một tòa án cũng đã kết án 10 năm tù đối với một phụ nữ là bà Ashley Yến Nguyễn vì đã cầm đầu một trong những đường dây kết hôn giả có quy mô lớn nhất tại Hoa Kỳ từ trước đến nay, mà cái số vụ nó đã lên đến hơn 500 trường hợp kết hôn giả, và bà Yến Nguyễn cũng đã thu về cho bản thân mình hơn 15 triệu Mỹ Kim. Và đó là những cái thông tin mà chúng ta thấy là không hay ho gì đối với phụ nữ Việt Nam, khi mà người phụ nữ Việt Nam đã trở nên rất là nổi tiếng thông qua những cái hình thức mua vợ như thế này. Đặc biệt là tại Ấn Độ còn có cả một cái trang web quảng cáo công khai là những ai muốn tìm vợ Việt Nam thì có thể tìm qua trang web này. Một cái thông tin khá là nhức nhối. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đúng là quả là rất là nhức nhối. Khi mà ngay tại Ấn Độ thì vốn có tỷ lệ nam cao hơn nữ, cho vậy là việc mà đàn ông Ấn Độ mà tìm vợ cũng rất khó. Do vậy mà cũng đã rất nhiều những cái tổ chức môi giới là nhắm vào cái thị trường Ấn Độ để mà quảng cáo cho các đàn ông Ấn Độ là đến tìm vợ ở Việt Nam với giá rất là rẻ bèo, với chỉ có với khoảng độ khoảng 16.000 đô la là có thể trong vòng 2 tuần bay sang ăn ở tại Việt Nam là có thể tuyển chọn một cô về làm vợ. Tuy nhiên truyền thông Ấn Độ thì cũng cảnh báo rằng là việc mà môi giới tìm vợ qua mạng như vậy cũng xảy ra rất nhiều cái nguy cơ là do là không tìm hiểu kỹ và khác biệt về văn hóa, do vậy mà cũng có thể ảnh hưởng rất xấu tới cái cuộc sống sau này. Mà theo thống kê từ Bộ Công an Việt Nam thì trong 10 năm từ 2008 đến 2018 có tới khoảng 18.000 công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, mà trong đó đa phần là phụ nữ chiếm tới 72%, và chủ yếu là kết hôn với đàn ông Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc hay là Mỹ. Các chuyên gia cũng nhận định rằng sở dĩ đa số phụ nữ ở Việt Nam kết hôn với người nước ngoài xảy ra ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hay là ở thành phố Sài Gòn, mà đa số cũng là có những cái hoàn cảnh khó khăn, và người ta cho rằng là do cái việc mà muốn tìm một cái cuộc sống thoát nghèo như vậy nên là đã chấp nhận kết hôn với những người đàn ông nhiều khi họ cũng không có quen biết gì nhiều hay là tìm hiểu gì nhiều ở nước ngoài. Còn về cuộc chiến ở dải Gaza thì thưa quý vị và các bạn, hiện nay Israel lại đang đẩy mạnh cuộc chiến ở dải Gaza khi mà vào hôm 8 tháng 6 vừa rồi, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công làm cho tới 274 người Palestine thiệt mạng. Và cái con số xảy ra chỉ trong một ngày mà có tới 274 người thiệt mạng đã gây sốc không chỉ cho người dân Palestine mà còn gây sốc cho toàn bộ thế giới, khi đây được cho là con số tồi tệ nhất trong thời gian 24 giờ trong cuộc chiến ở dải Gaza. Và đáng kể là trong cái số người thiệt mạng này có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Còn đến hôm qua mùng 9 tháng 6 thì lực lượng Israel lại tấn công vào khu vực miền trung Gaza và làm cho thêm 3 người Palestine nữa thiệt mạng và một số người bị thương, trong khi xe tăng của Israel cũng tiếp tục pháo kích ở rất nhiều những khu vực lân cận. Mà được biết là tất cả những cái khu vực này đang có rất nhiều cái trại tị nạn đã được xây dựng từ lâu để làm nơi trú ẩn cho người Palestine. Israel thì cũng đã triển khai lực lượng đến Rafah là miền nam ở dải Gaza từ hồi tháng 5 với mục tiêu là tiêu diệt toàn bộ những phần tử Hamas còn lại ở dải Gaza sau 8 tháng đã tiến hành cuộc chiến ở vùng đất này. Trong đó thì lực lượng Israel cũng đã oanh kích phần lớn còn lại ở dải Gaza và biến những cái nơi này thành những cái điểm đổ nát. Và do vậy mà cũng đang gây ra một cái tình trạng khủng hoảng nhân đạo khi mà người Palestine gần như không còn nơi để trú ẩn nữa. Và do đó mà ngày hôm nay Tổng thống Palestine là ông Mahmoud Abbas đã kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp từ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bởi vì ông cho rằng cái cuộc thảm sát vừa rồi của Israel là một cuộc thảm sát đẫm máu và không thể nào chấp nhận được, khi mà Israel chỉ vì muốn giải thoát cho 4 con tin đã giết hại đến 274 thường dân vô tội tại Palestine. Và trong bối cảnh này thì nội bộ của Israel cũng đang có vấn đề, khi mà ngày hôm qua thì Bộ trưởng Benny Gantz đã từ chức khỏi chính phủ khẩn cấp của Thủ tướng Netanyahu. Chính phủ khẩn cấp này chỉ vừa mới được thành lập sau ngày 7 tháng 10 năm 2023, có nghĩa là thời điểm Israel bị lực lượng Hamas tấn công. Và để tạo một cái sự đoàn kết thì Thủ tướng Netanyahu đã cho thành lập một cái chính phủ khẩn cấp bao gồm cả chính phủ và đảng quốc gia thống nhất. Tuy nhiên
ngày hôm qua thì lãnh tụ của Đảng Quốc gia Thống nhất cũng đã tuyên bố là rút khỏi liên minh chính phủ này. Lý do là bởi vì cá nhân ông Ben Gantz, ông nhận xét rằng Thủ tướng Netanyahu đã bỏ qua quá nhiều những cái cam kết với Đảng Quốc gia Thống nhất và muốn gạt bỏ vị bộ trưởng này ra khỏi những ảnh hưởng về quyền lực, đưa ra những cái quyết định hoàn toàn là cá nhân hóa trong những cái cuộc tấn công mà Israel đã đánh vào thường dân vô tội tại dải Gaza hoặc là Palestine trong những ngày vừa qua. Hay nói một cách khác, những cái quyết định này không hoàn toàn nhận được sự ủng hộ của những người trong nội các của chính phủ. Và cũng chính vì vậy mà ông Ben Gantz đã cho rằng Thủ tướng Netanyahu hiện nay đang bị che mờ, không thấy được những cái quyết định của mình là có phần sai trái, và tất cả những cái chiến lược đang sử dụng cũng không được nội các thông qua. Và đó là những cái bất ổn trong nội các của Israel, và những cái bất ổn này có lẽ sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Thủ tướng Netanyahu trong bước đường sắp tới. Mặc dù việc giải cứu con tin của Israel trong 2 ngày vừa qua hoàn toàn nhận được sự ủng hộ của các đồng minh, đặc biệt là của Hoa Kỳ, khi mà Hoa Kỳ cũng cho rằng cần phải giải cứu tất cả các con tin trước khi có thể ngồi vào bàn đàm phán về việc kết thúc cuộc chiến. Nhưng mà để đổi lấy con tin với quá nhiều những thường dân vô tội như thế này, thì Liên Hiệp Quốc hiện nay cũng đang không đồng ý với những hành động và những quyết định cực đoan của Thủ tướng Netanyahu. Trong khi đó thì tổ chức NATO liên quan đến cuộc chiến giữa Ukraine và Liên bang Nga, NATO cũng như là các đồng minh từ lâu đã bắt có những cái viện trợ quân sự rất lớn. Tuy vậy, ngày hôm qua thì Tổng thư ký của NATO là ông Jens Stoltenberg cũng đã xác nhận là khối Bắc Đại Tây Dương NATO không thể tiếp tục tài trợ cho Ukraine, và việc thành lập một cái quỹ hỗ trợ trị giá 108 tỷ đô la cho Ukraine cũng đã bị bác bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, ông Jens Stoltenberg đã yêu cầu các quốc gia trong NATO nếu có thể thì tiếp tục ủng hộ Ukraine theo khả năng của mỗi một quốc gia. Chứ nếu nói về tầm vóc hoặc là quy mô mà NATO phải đứng ra để gây quỹ cho Ukraine thì NATO không thể nào làm được việc này. Và đây cũng là những cái khó khăn đối với Ukraine trong thời gian sắp tới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông báo này từ NATO được cho là một cái đòn giáng rất lớn vào Ukraine trong bối cảnh khó khăn về tài chính. Tuy nhiên cũng có một cái diễn tiến tích cực, đó là Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng vừa thông báo là đã đạt được một cái sự nhất trí với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc là sử dụng cái lợi nhuận từ cái số tài sản phong tỏa của Nga để mà cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Hiện nay thì nhóm G7 và Liên minh châu Âu cũng đang xem xét là sử dụng những cái lợi nhuận hay là tiền lời có được từ cái tài sản của Nga bị phong tỏa phương Tây để cung cấp cho Ukraine một khoản vay lớn ngay bây giờ, cũng như là đảm bảo nguồn tài chính cho Ukraine cho tới năm tới 2025. Được biết là kể từ khi mà chiến tranh nổ ra vào tháng 2 năm 2022 thì khoảng 260 tỷ euro, tương đương là 281 tỷ Mỹ Kim của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị đóng băng trên toàn thế giới, mà phần lớn cái số tiền đóng băng này là ở Liên minh châu Âu. Và khoản tiền này đang tạo ra lợi nhuận từ 2 tỷ 500 triệu đến 3 tỷ 500 triệu euro mỗi năm. Khoản tiền mà Liên minh châu Âu cho rằng là khoản thuộc về Nga theo thỏa thuận, nên có thể sử dụng cái số tiền này để mà viện trợ cho Ukraine. Ý tưởng mà Hoa Kỳ thúc đẩy đó là sử dụng cái lợi nhuận này như một cái nguồn doanh thu ổn định để trả cho khoản vay lớn trị giá lên tới 50 tỷ Mỹ Kim có thể huy động trên thị trường để cho Ukraine vay. Còn Nga thì đương nhiên phản đối, cho rằng bất cứ sự sử dụng hay là chuyển hướng lợi nhuận nào từ cái nguồn tài sản bị đóng băng của Nga được cho là hành vi trộm cắp. Trong khi đó thì tại châu Âu, cử tri của 21 quốc gia ở châu Âu, bao gồm những quốc gia có nền kinh tế phát triển rất mạnh như là Pháp và Đức, đều đã có một cuộc bầu cử nghị viện kéo dài trong 4 ngày. Và cuộc bầu cử này đã kết thúc vào ngày hôm qua, 9 tháng 6. Đây cũng là cuộc bầu cử mà các chuyên gia cho rằng sẽ định hình cách mà Liên minh châu Âu với khoảng 450 triệu người đối mặt với những thách thức, bao gồm cuộc chiến tại Liên bang Nga cũng như là sự cạnh tranh công nghiệp
từ Trung Quốc và từ Hoa Kỳ, và quan trọng hơn hết đó là biến đổi khí hậu và tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Và đây là một trong những cái cuộc bỏ phiếu mà cho thấy là nhóm cực hữu đang chiếm ưu thế. Và với những cái kết quả như thế này, thì ngày hôm qua 9 tháng 6 tại Paris, Tổng thống Pháp Macron cũng đã bất ngờ giải tán quốc hội để tổ chức một cuộc bầu cử sớm. Và cuộc bầu cử sớm này sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 6 sắp tới, có nghĩa là Tổng thống Pháp chỉ có 3 tuần lễ để vận động tranh cử. Đây là một đòn gây sốc, và trong cái thông điệp quốc gia mà ông Macron đã đưa ra ngày hôm qua, theo những cái chuyên gia, và những cái chuyên gia này đã có một cái bài viết trên hãng tin Reuters của Anh Quốc, thì hiện nay Đảng Mặt trận Quốc gia của đang có một cái ưu thế. Tuy vậy, Đảng Phục Hưng của Tổng thống cũng đang ở thế mạnh hơn, khi mà Đảng Phục Hưng đang có đến 169 ghế tại Quốc hội, bao gồm 577 ghế, trong khi phe đối lập là Đảng Quốc gia thì chỉ có 88 ghế mà thôi. Và việc Tổng thống Macron phủ đầu đối thủ của mình bằng cách là tuyên bố một cuộc bầu cử sớm, điều này cũng có nghĩa là đối thủ chỉ có 3 tuần lễ để chuẩn bị. Đây được cho là một trong những cái canh bạc mà Tổng thống Macron đang chơi, và cũng rất có thể kết quả nó sẽ không như mong muốn của ông. Tuy vậy, vẫn có một khả năng rất lớn là với cái thời gian tranh cử hoặc là thời gian vận động nó quá ít, thì phía đối lập không thể nào có được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri, có nghĩa là không thể thay đổi được 169 ghế mà Đảng Phục Hưng đang có tại Quốc hội. Và điều này cũng sẽ giúp cho ông Macron có thể tiếp tục thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa. Và đây là những cái sinh hoạt chính trị rất là bất ngờ tại châu Âu ngày hôm nay. Vâng, còn tại Ấn Độ, thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua mùng 9 tháng 6 thì Thủ tướng Ấn Độ là ông Narendra Modi, năm nay 73 tuổi, cũng đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 3 của nước này, sau khi mà đảng cầm quyền của ông cũng đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử kéo dài hơn một tháng ở nước này, nhưng mà không nhận được chiến thắng áp đảo, tức là không nhận được nhiều phiếu như hai cuộc bầu cử lần trước. Do không giành chiến thắng áp đảo nên người ta cũng dự báo rằng là nhiệm kỳ thứ 3 của Thủ tướng Modi có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đảm bảo thực thi các cái chính sách trong chính phủ liên minh ở quốc gia đông dân nhất thế giới này. Tổng thống Draupadi Murmu thì cũng đã chủ trì cái lễ nhậm chức của ông Modi vào ngày hôm qua tại dinh tổng thống ở thủ đô New Delhi, với sự tham dự của hàng nghìn người, bao gồm lãnh đạo của 7 quốc gia trong khu vực, cũng như các ngôi sao rất nổi tiếng của Bollywood và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Ông Modi được cho là chỉ là quan chức thứ 2 sau nhà lãnh đạo độc lập Jawaharlal Nehru giữ chức thủ tướng tới 3 nhiệm kỳ liên tiếp ở Ấn Độ. Trong khi đó thì tại Nam Bắc Triều Tiên, một cái cuộc chiến bong bóng rác đã xảy ra tại hai quốc gia này liên tục trong 2 tháng qua. Khởi thủy là kể từ đầu tháng 5 thì một nhóm các nhà hoạt động ở Hàn Quốc có tên gọi là những người tranh đấu vì Triều Tiên tự do đã gửi khoảng 10 quả bóng bay có USB chứa nhạc K-pop và cũng như chứa 200.000 truyền đơn nhằm chống lại lãnh đạo của Triều Tiên là ông Kim Jong-un. Và ngay sau khi phía Triều Tiên nhận những cái bóng bóng bay này với những cái truyền đơn từ Hàn Quốc thì họ đã có hành động đáp trả bằng cách là họ đã gửi khoảng 3.500 những quả bóng bóng bay ngược trở lại Hàn Quốc. Và đây là những quả bóng bóng chứa đầy rác, và với 3.500 quả bóng bay này dự phóng là họ đã thả khoảng 15 tấn rác từ Bắc Triều Tiên sang Nam Hàn, mà khu vực nhận những cái rác này nhiều nhất đó là ngay tại thủ đô Hán Thành. Và những cái hành động này cũng đã được bị lên án rất nhiều. Sau đó thì Nam Triều Tiên cũng đã tạm ngừng thả những cái quả bóng rác này. Tuy nhiên vào ngày 9 tháng 6 vừa qua thì những cái cuộc căng thẳng này nó lại tiếp tục khi mà Hội đồng An ninh Quốc gia của Hàn Quốc cho biết là họ sẽ sử dụng những chiếc loa phóng thanh với một cái âm thanh cực kỳ lớn ngay tại khu vực biên giới giữa hai miền Nam Bắc để thông báo về việc những cái quả bong bóng rác như thế này là một cái hành vi không thể nào chấp nhận được.
Và phía Triều Tiên cũng không dừng lại. Họ cho biết là những cái bong bóng rác này lại sẽ tiếp tục di chuyển từ Bắc Triều Tiên sang Nam Hàn trong thời gian sắp tới. Một cuộc chiến có thể nói là nó chưa từng xảy ra. Và đây cũng là một cái cách thức rất là thông minh, là bởi vì rác thải là một cái vấn đề vô cùng nhức nhối tại các quốc gia, khi mà việc xử lý rác thải đã gây ra rất nhiều những cái ảnh hưởng về môi trường. Và Triều Tiên đã chọn phương án này để yêu cầu Hàn Quốc phải giải quyết rác thải cho họ một công đôi chuyện. Không ai nghĩ rằng giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên vẫn xảy ra những cái vấn đề được cho là nhỏ mọn như vậy. Khi ở bên này thả bóng bay tuyên truyền về những cái vấn đề hiện đại cho người dân Triều Tiên, thì bên kia lại thả những cái rác thải. Và cái việc này nó vẫn còn tiếp tục, nó vẫn chưa có một dấu hiệu gì sẽ chấm dứt. Vâng. Còn trong khi đó thì ở quốc gia Nhật Bản, thì Nhật Bản thì đang có kế hoạch là bắt buộc là đăng ký tất cả những người nước ngoài mới chuyển đến nước này là phải tham gia cái hệ thống tiền hưu công. Mà theo số liệu của chính phủ Nhật Bản thì hiện nay ở nước này đang có khoảng hơn 3 triệu người nước ngoài sinh sống, và con số dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi mà ở Nhật Bản cũng đang thiếu lao động và cũng đang mời chào các công dân từ nước khác đến nước này. Và việc mà bắt buộc công dân nước ngoài tham gia cái hệ thống hưu trí cũng là nhằm tạo cái nền tảng kinh tế giúp họ vững chắc hơn khi mà về già vẫn tiếp tục sống được ở Nhật Bản. Tuy nhiên, mặc dù đây là cái quy định, thế nhưng mà cũng không phải tất cả người nước ngoài đến Nhật Bản đều đăng ký tham gia cái chương trình này. Do vậy mà chính phủ Nhật Bản đang đặt cái mục tiêu là đến tháng 10 tới là tất cả phải bắt buộc tham gia. Mà theo dữ liệu thống kê thì tỷ lệ người nước ngoài sống ở Nhật Bản mà không đăng ký cái hệ thống hưu bổng lên tới 4.4%. Tất nhiên chủ yếu là những sinh viên quốc tế, hay là những người tự kinh doanh, hay là những thực tập sinh kỹ thuật. Bởi vì họ đến làm việc nhưng mà cái công ty mà họ làm việc cũng không đăng ký cho họ. Do vậy mà chính phủ Nhật Bản đã phải đưa ra cái quy định này. Và kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi, Kim Hoa và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo thế giới của chúng tôi tối ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kim Hoa xin trân trọng kính chào, và chúng tôi sẽ trở lại trong những chương trình điểm báo vào ngày mai thứ ba. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.